các nhãn hàng hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Những khoảnh khắc vỡ òa của hạnh phúc trong dự án Gửi Đời Chúc Hương sẽ được tiếp nối bởi hành trình trải nghiệm thực tế các công việc thầm lặng giữa cuộc sống đầy bộn bề của nhóm thí sinh màu đỏ. Tôi đã hiểu rõ hơn về cái nghề vớt rác trên kênh, khá vất vả khi mà thời tiết lại thay đổi thất thường. Để có thể mà thấu hiểu cũng như là trải nghiệm được những khó khăn, những vất vả đó thì tôi đã mạnh dạn xin được trực tiếp tham gia. Các cô gái có đủ sức mạnh để vượt qua chút tình huống bất ngờ trong dự án Những Chiến Binh Thầm Lặng. Chương trình Người Đẹp Nhân Ái 2019, hãy cùng đón xem. Các nhãn hàng hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.